Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị và các bạn đó là những kết quả của V-League 2023-2024. Vừa qua thì đội bóng đó là Thanh Hóa đã có được một chiến thắng trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và Quảng Nam đã có một chiến thắng bất ngờ rất đậm đà với tỷ số đó là 5-0 trước Khánh Hòa. Trong khi đó thì một trận đấu để lại rất nhiều những điều tiếng liên quan đến những quyết định của trọng tài khi mà Viettel có một tỷ số 1-1 trước Lộc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và vừa qua Jaffeson của Nam Định tiếp tục tỏa sáng để giúp cho Nam Định có thêm được một điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn kính thưa quý vị, Nam Định sẽ phải chờ kết quả ở hai trận đấu vào ngày Chủ nhật hôm nay ngày 16 tháng 6 giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định, cùng với đó là trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội để biết rằng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi sẽ là như thế nào. Tuy nhiên, việc có được một điểm sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng giúp cho Nam Định nắm một lợi thế khá lớn trong cuộc đua vô địch, bởi vòng đấu tiếp theo thì họ sẽ được thi đấu ở trên sân nhà Thiên Trường và đội bóng họ tiếp đón chỉ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà thôi. Còn kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua công nghệ VAR cũng như trọng tài tiếp tục lại là một trong những vấn đề lớn mà rất nhiều các cổ động viên hiện nay đang lại quan tâm. Trong trận đấu thuộc vòng 23 Lightwood V-League 2023-2024 thì thế công Viettel đã làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, không còn mục tiêu cụ thể nào. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã quyết định tung ra một đội hình bao gồm rất nhiều những cầu thủ dự bị, bởi những ngôi sao vừa qua khi mà trở về từ đội tuyển Việt Nam như là Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Hoàng Đức hay là Phan Tuấn Tài thì cũng đều ngồi ngoài cả. Với một đội hình như vậy thì cũng không bất ngờ khi mà thế công Viettel đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội vốn luôn chơi rất tốt ở trên sân nhà. Tuy nhiên khi mà thế công Viettel chọn một chiến thuật phòng ngự phản công thì Hà Tĩnh cũng lại rơi vào bế tắc thôi. Thế trận giằng co dài đến hiệp 1 thì bước ngoặt cuối cùng thì cũng đã xảy ra. Trong một tình huống tranh chấp ở giữa sân thì cầu thủ Zaha đã đạp vào chân của Văn Trâm mà trọng tài Ngô Duy Lân sau đó thì đã không ngại ngần rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Việc mất người đã khiến cho thế công Viettel đã hoàn toàn lép vế ở trong hiệp 2. Dù vậy thì những cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không tận dụng được những cơ hội hơn người để ghi bàn. Và tấn công rất nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì Hà Tĩnh đã phải trả giá ở phút thứ 67. Từ cánh phải thì cầu thủ Henry Quên đã độc diễn qua hai hậu vệ của đội chủ nhà trước khi mà ghi bàn từ góc hẹp và tỷ số dành cho Viettel đó là 1-0. Những phút sau đó thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã cố gắng dồn lên thế nhưng mà họ thi đấu cực kỳ bế tắc. Nhưng trong lúc khi mà họ đang thực sự là khó khăn thì bất ngờ họ được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 83. Đó là từ quả đá phạt của Lương Xuân Trường thì Đinh Tuấn Tài đã nhảy lên cản phá để bóng chạm tay. Ban đầu thì trọng tài ông Nguyễn Ngô Duy Lân không quyết định thổi phạt nhưng sau đó thì đã thay đổi quyết định sau khi mà xem lại VAR. Và đáng chú ý, quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân có một tranh cãi rất lớn khi mà cánh tay của Đinh Tuấn Tài đã khép rất chặt vào thân người. Tổ VAR và trọng tài Ngô Duy Lân cho rằng khuỷu tay của Tấn Tài có xu hướng phình ra để cản phá và thổi phạt đền. Và cuối cùng thì trên chấm đá 11m, cầu thủ Diallo đã lạnh lùng ghi bàn gỡ hòa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số đó là 1-1. Và đến phút bù giờ thì cầu thủ này tiếp tục một lần nữa sút tung lưới thành công Viettel. Thế nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Và kết quả là Viettel cũng như là Hà Tĩnh đánh hài lòng với một điểm có được. Tất nhiên thì tình huống tranh cãi về tình huống phạt đền mà Viettel phải chịu thì sẽ còn được nhắc đến rất nhiều. Còn quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào về tình huống này thì cũng thể để lại cho chúng tôi một bình luận về ý kiến của quý vị và các bạn nhé. Còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến một cầu thủ rất tuyệt vời của bóng đá Việt Nam, một tiền đạo đó chính là Phạm Tuấn Hải. Phạm Tuấn Hải sẽ vẫn xuất ngoại dù vừa qua đồng ý gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội FC tới tận 3 năm và nhận một mức lót tay lớn chưa từng có. Bởi theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được thì Phạm Tuấn Hải đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Hà Nội FC sau khi mà có một cuộc gặp với Bầu Hiển. Tiền đạo sinh năm 1998 sẽ nhận mức lót tay gần 1 triệu đô la Mỹ, rơi vào khoảng 24 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng. Và số tiền này thậm chí không cao bằng mức phí mà phía câu lạc bộ Nam Định đưa ra dành cho Phạm Tuấn Hải. Tuy nhiên Tuấn Hải vẫn ưu tiên ở lại đội bóng Phủ Đô để tiếp tục thi đấu trong một môi trường quen thuộc hơn. Và cũng trong bản hợp đồng này thì xuất hiện một điều khoản rất đặc biệt. Theo đó, Phạm Tuấn Hải vẫn có quyền xuất ngoại nếu xuất hiện những lời đề nghị phù hợp. Và thực tế thì cũng đã có một đội bóng Nhật Bản đang sẵn sàng là mời chào Tuấn Hải đến đó để thi đấu ngay lập tức. Thế nhưng nhiều khả năng Tuấn Hải chỉ sang xứ sở mặt trời mọc, thi đấu từ năm thứ 2 của hợp đồng thôi. Trong 3 năm thi đấu cho đội bóng Thủ Đô vừa qua thì Tuấn Hải đã ghi được 23 bàn thắng tại V-League.
màn trình diễn chói sáng của tiền đạo quê Hà Nam tiếp tục được thể hiện ở FC Champions League ở mùa bóng 2023-2024 khi mà Tuấn Hải ghi được tới tận là 4 bàn thắng và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được 2 chiến thắng ở vòng bảng. Tuấn Hải giành danh hiệu của bóng bạc Việt Nam 2023 và danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận đóng góp rất lớn của Tuấn Hải dành cho đội bóng đó là Hà Nội FC. Còn ở bình diện đội tuyển quốc gia thì Phạm Tuấn Hải cũng đã ghi bàn vào lưới của Nhật Bản, được xem là trụ cột dưới thời của ông Philippe Trouche. Còn chiêu đại của huấn luyện Kim Sang-sik thì Tuấn Hải cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở cả hai trận đấu, và đặc biệt cả hai trận vừa qua thì Tuấn Hải cũng đều ghi bàn. Như vậy là với đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như riêng với câu lạc bộ Hà Nội FC thì Tuấn Hải thực sự là một trong những hòn ngọc quý mà chúng ta sẽ còn phải rèn giũa và mài thêm bóng hơn rất nhiều. Những gì mà Tuấn Hải hiện nay đang có được thì cũng rất xứng đáng thôi. Bởi trước đây Phạm Tuấn Hải cũng nhiều lần chia sẻ như thế này là quá khứ của cậu ấy thì cũng còn trẻ tuổi, đôi khi là có những sai lầm. Nhưng từ những sai lầm đó thì Phạm Tuấn Hải cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm dành cho mình. Và cậu ấy đã thi đấu chuyên nghiệp hơn, cả trong ăn tập lẫn thi đấu nữa cũng đều rất chuyên nghiệp cả. Vì vậy mà đây là một trong những bài học để cho những cầu thủ trẻ của chúng ta cần phải noi theo. Mà đặc biệt kể cả vừa qua đó là Đình Bắc nữa. Với Đình Bắc thì là một cầu thủ trẻ cũng rất tiềm năng đấy. Thế nhưng nếu mà cậu ấy không thực sự thi đấu chuyên nghiệp hay là bỏ qua đi những cám dỗ ở phía bên ngoài cuộc sống ấy, thực sự rất khó để có thể là vươn lên đến những cái đỉnh cao giống như là Phạm Tuấn Hải đang có được. Còn thưa quý vị và các bạn, quay lại một chút về câu chuyện liên quan đến huấn luyện Kim Sang-sik. Một câu chuyện rất đặc biệt như thế này, đó là nhìn ra những vấn đề của đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Trouche thì huấn luyện Kim Sang-sik đã có những hành động để khắc phục những sai lầm để không phải mắc phải. Bởi sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện Kim Sang-sik đã ngay lập tức có những động thái đặc biệt. Đó là ông Kim Sang-sik sẽ sử dụng tới tận là 2 trợ lý ngôn ngữ khi mà dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo đó, một trợ lý ngôn ngữ sẽ phiên dịch sang tiếng Hàn, sang hẳn tiếng Việt để truyền tải những thông tin nội bộ giữa các thành viên của đội tuyển với chiến lược gia người Hàn. Trợ lý thứ hai có nhiệm vụ dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh trong các buổi họp báo với truyền thông. Và tiếp đến thì chuyên viên của phòng thông tin tuyên truyền của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đây là một cách làm rất đặc biệt đối với huấn luyện Kim Sang-sik để nhằm tránh đi những sự hiểu nhầm không đáng có liên quan đến những thông điệp mà ông mong muốn truyền tải. Bởi dễ dàng nhận thấy đó là chiến lược gia người Hàn Quốc đã rút ra được rất nhiều những bài học kinh nghiệm từ thất bại của ông Philippe Trouche liên quan đến những mâu thuẫn với chính truyền thông cũng như những cầu thủ. Về phía đội tuyển Việt Nam thì sau khi dừng bước tại vòng loại World Cup 2026 hiện nay thì những cầu thủ đã trở về các câu lạc bộ để tiếp tục để thi đấu ở giải V-League của chúng ta. Và hiện nay thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm những đợt tập huấn trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11 và sẽ có thêm những trận đấu giao hữu ở trong thời điểm này, khi mà đó là thời điểm trong đợt tập trung của FIFA đây. Còn về câu chuyện vừa qua của huấn luyện Kim Sang-sik thì đúng thực sự đó là một trong những tính toán rất đặc biệt đấy. Chúng ta biết mà, những phát biểu của ông Trouche vừa qua thì cũng đến từ một anh phiên dịch. Phiên dịch này thì chúng tôi cũng nói nhiều rồi. Và đôi khi có một số những cái sai lầm từ chính từ ông Trouche khi mà lựa chọn những phiên dịch như thế này, và khiến cho ông ấy bị truyền thông cũng như cổ động viên của chúng ta ghét hơn rất nhiều. Bởi chính cái người mà phiên dịch dành cho ông Philippe Trouche thì cũng liên tiếp có những cái phản ứng với người hâm mộ và khiến cho các cổ động viên thực sự nóng mặt. Và đó là những nguyên nhân mà khiến cho ông Philippe Trouche đã phải sớm rời chiếc ghế của mình, mặc dù hợp đồng vẫn còn rất nhiều, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn có những suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại một định bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá STV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.